Bầu Thủy tặng quà khủng đúng ngày sinh nhật Hồ Văn Cường, dân tình kinh ngạc trước sự ưu ái chưa từng có. Từ khi tách ra hoạt động độc lập, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ từ danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thủy, không chỉ nâng cao khả năng ca hát, quán quân giọng hát Việt còn đắt show hơn hẳn. Sự giúp đỡ của Bầu Thủy cho Hồ Văn Cường khiến nhiều người phải cảm kích. Mới đây dịp sinh nhật lần thứ 19 của Hồ Văn Cường, Bầu Thủy gây chú ý khi đăng tải phần trình diễn của nam ca sĩ tại một chương trình trên kênh YouTube để thể hiện thành ý. Ông Bầu Đình Đám còn chia sẻ đường link Facebook cá nhân của mình. Từ trước tới nay, Bầu Thủy vốn chỉ biết đến công việc, trốn thương trường. Động thái chia sẻ ca khúc mới do Hồ Văn Cường thể hiện khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Thậm chí có netizen còn cho rằng đây là món quà khủng mà con nuôi Phi Nhung nhận được vào dịp trọng đại. Nếu như danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ những kỹ năng trình diễn, ca hát thì Bầu Thủy lại thường xuyên chỉ dạy về Hồ Văn Cường nên người. Dù là kênh YouTube cá nhân, tuy nhiên các video ông đăng tải đa số đều liên quan đến giọng ca sinh năm 2003. Bài hát gần đây nhất mà Bầu Thủy đăng tải nhân dịp sinh nhật Hồ Văn Cường đã thu về gần 220.000 lượt xem, 7,5 nghìn lượt thích. Nắng có còn xuân, món quà sinh nhật quá tuyệt vời từ Nguyễn Đức Thụy dành cho Hồ Văn Cường. Và lần nữa, mọi người trong và ngoài nước được lắng nghe những bài hát tuyệt vời của cháu. Bác Bầu thật biết chọn thời điểm để đưa bài hát quá hay và vui nhộn trong ngày sinh nhật của con để cho khán giả được thưởng thức. Rất cảm ơn Bầu Thủy nhiều lắm. Bác Thủy đúng là lợi hại, ra bài nào của bé Cường đều có điểm nhấn và ý nghĩa riêng. Khán giả chúng tôi rất trân quý tình cảm của bác và Ngọc Sơn ạ. Một bài hát thật nhiều yếu tố, sâu lắng, tâm tư của bác Bầu gửi tới khán giả và Cường. Bước ngoặt mới ở con đường phía trước, cố gắng nhé con.